Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo ăn dặm dành cho bé nữa. Đó là mình sẽ nấu cháo tim và cà rốt. Ở đây thì nguyên liệu để mình thực hiện món cháo tim nấu với cà rốt là mình chuẩn bị hơn một nửa chén cháo. Cà rốt thì mình lấy 3 khúc bằng khoảng dày khoảng 1 cm và một miếng tim heo. Ở đây thì mình lựa cái, mình đi chợ sớm á, mình sẽ mua được cái tim heo mà người ta mới mổ heo á, thì nó sẽ được tươi ngon hơn. Mình lấy khoảng 10 đến 15 gram tùy thuộc vào cái khẩu phần ăn của em bé. Ở đây thì bé nhà mình 9 tháng thì mình dùng khoảng 2 muỗng rưỡi 2 muỗng rưỡi tim nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món cháo tim nấu với cà rốt dành cho bé. Để nấu món cháo tim này thì tim heo mình sẽ mang bằm, còn cà rốt thì mình sẽ mài ra nhé, mài nhỏ. Trước tiên thì mình sẽ đi mài cà rốt trước và mình đem mình nấu. Sau khi mà mình mài xong cà rốt thì mình sẽ cho khoảng nửa chén nước vào mình đun để cho cà rốt nó chín trước. Thì cháo mình đã nấu sẵn rồi nên là mình sẽ nấu cà rốt trước để cho cà rốt chín mềm nhé. Đây là tim heo mà mình đã vừa bằm xong. Các mẹ có thể bằm tùy theo vào cái độ ăn thô của bé. Bé nhà mình ăn thô được tốt thì mình có thể thái hạt lựu cũng được. Nhưng mà đây bé nhà mình mới 9 tháng nên mình vẫn đang còn bằm, nhưng mà cũng cái này cũng bằm nát nát thôi chứ cũng không nhuyễn lắm. Mình bây giờ mình sẽ mang cháo đi nấu nhé. Mình nấu cà rốt trước để cho cái cà rốt nó chín á, và cà rốt này mình mài nên nó cũng rất là nhanh chín. Cà rốt thì nếu mà các mẹ thái hạt lựu thì các mẹ phải nấu lâu hơn, tại vì nó rất là cứng. Bé mình phải nấu mềm thì các bé mới có thể ăn được. Trong cà rốt thì có rất nhiều vitamin, khoáng chất nên là một tuần mình cũng có thể cho bé ăn từ 3 đến 4 bữa nhé. Mình nấu thêm một chút xíu nữa để cho cà rốt của mình nó mềm hẳn nhé. Sau khi mình nấu cho cái cà rốt của mình nó mềm ra thì mình sẽ cho cái phần cháo mà mình đã chuẩn bị sẵn vào nhé. Khi mà mình cho cháo vào trong cà rốt thì cháo của mình tán ra cho nó nhuyễn như thế này, cho nó đều, và mình sôi, nó sôi lại rồi thì mình sẽ cho cái phần tim heo vào nhé. Các mẹ cho vào thì mình đảo đều cho cái tim của mình nó không bị ngón cục. Với cái sự phát triển của bé thì các cái chất mà từ thịt đỏ hay là từ tim, gan động vật nó cung cấp rất là nhiều sắt. Một tuần mình có thể cho bé ăn từ 2 đến 3 bữa để nó cung cấp đầy đủ sắt cho cái sự phát triển của bé nhé. Trong tim và gan, nội tạng động vật và thịt đỏ, ví dụ như là cá hồi hay là thịt bò, rất chứa rất là nhiều sắt. Đây mình nấu cho cháo của mình nó chín kỹ. Và mình sẽ nêm một chút xíu nước mắm thôi. Ngoài nước mắm thì mình sẽ không nêm thêm gì nhé. Một chút xíu khoảng bằng 3-4 giọt nước mắm.
để cho cái hương vị nó đậm đà. Và khi nấu xong thì mình sẽ cho thêm một muỗng dầu ăn, chừng khoảng 5ml dầu ăn dành cho bé. Dầu ăn là chất béo mà một trong bốn nhóm chất rất là quan trọng đối với bữa ăn của bé. Nhiều mẹ thì mình thấy là không cho bé ăn dầu ăn, mà không cho bé ăn dầu ăn ngay từ đầu thì bé sẽ quen, và đến lúc mình bổ sung dầu ăn cho bé thì bé sẽ không chịu. Mà chất béo thì là rất là quan trọng, vì mình có ăn nhiều chất đạm mà mình không ăn chất béo thì bé sẽ không hấp thụ và sẽ không phát triển được. Nên là nhiều bé dù còi ăn rất là nhiều nhưng mà vì mẹ không bổ sung chất béo nên là các bé bảo ngày ăn có khi cả nửa tô cháo nhưng mà vẫn cứ còi. Đây, cháo của mình như vậy đã được rồi, mình sẽ tắt và mình bỏ ra tô cho nguội cho bé mình. Mình sẽ cho vào cái chén này của bé. Mình nấu hơi nhiều một chút rồi. Và mình sẽ cho dầu ăn vào nhé. Ở đây thì mình sử dụng dầu ô liu. Dầu ô liu thì mình cho bé ăn thì cũng rất là tốt. Các loại dầu như là dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu hoa hướng dương, dầu cá hồi. Các mẹ cứ cho các bé ăn đa dạng. Mình cứ ăn hết loại này thì mình lại đổi loại dầu, để cho thứ nhất là các bé có thể ăn đa dạng các nguồn thức ăn khác nhau. Thứ hai là các bé sẽ không kén ăn. Cái điều mà quan trọng đó là các bé không kén ăn thì các bé sẽ ăn được rất là nhiều thứ. Mà sau này thì khi mà các bé biết ăn rồi thì các mẹ sẽ không cực. Và đây là mình đã vừa nấu xong một tô cháo tim nấu với cà rốt dành cho bé, rất là đơn giản và bổ dưỡng. Hy vọng là với món cháo tim này thì đã góp phần vào phong phú thêm thực đơn của các mẹ dành cho bé. Video thực hiện món cháo tim nấu với cà rốt của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ hãy nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.